Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục tử vi mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, quý vị có biết rằng may mắn, hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên nhưng, trước khi chúng xuất hiện, thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta, vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cắt, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng chúng số độc đắc, chúng thường cũng sẽ rất cao. Và tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông, dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh tuổi Ất Mão, chỉ ra rằng. Trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn, những người tuổi Ất Mão hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý nhé. Tổng quan tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Người sinh năm 1975 Ất Mão là tuổi con mèo, thuộc mệnh Thủy, Đại Khê Thủy, nghĩa là nước khe lớn người tuổi ất mão nhiệt tình thẳng thắn trong công việc ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn tuổi ất mão là những người thông minh có ý chí kiên định và sự sáng tạo họ luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định người tuổi ất mão rất hợp vào giờ lẻ ngày lẻ tháng lẻ nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn quan trọng thì bản mệnh nên khởi hành vào ngày giờ nói trên khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 phát triển rất thuận lợi, nhờ có Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, đường quan lộ mưu cầu công danh trong tháng này của tuổi Mão gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Vận khí đang trên đà khởi vượng, bản mệnh dễ có quý nhân nâng đỡ, quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang giang dở mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực bạn làm việc không nhiều áp lực lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được kế hoạch ngoài thời gian dành cho công việc bạn cũng dành được chút thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn nhờ đó trạng thái tinh thần của tuổi này cũng có nhiều khởi sắc tích cực bạn cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có Tuy nhiên, khi đã đạt được thành tích tốt bạn cũng nên học cách khiêm tốn, chủ động tiếp nhận các công việc khó khăn hơn nữa, không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân, càng có tham vọng bạn càng chinh phục được những đỉnh cao hơn. Nhìn chung tháng này là thời điểm mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp, bạn cần phải bình tĩnh để chinh phục được những nấc thang quan trọng. Khi đó, đừng quên đặt ra cho mình những đích đến xa hơn hay đặt mục tiêu dài hạn hơn nếu bạn đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng bạn cũng có thể chọn ngày hoàng đạo ngay trong tháng này để tiến hành những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được mục tiêu của mình nhưng bạn cũng nên nhớ vận khí biến thiên không ngừng may rủi ra sao chưa thể lường trước mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút chót nếu bạn chủ quan nhất là khi trong tháng có thái tuế hung tinh ẩn tàng bạn vẫn nên chú ý tới tính chắc chắn và an toàn khi tiến hành việc quan trọng sẽ tốt hơn về mặt tài vận Tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, không chỉ công việc được thuận lợi cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mà đây cũng là tháng được dự báo có nhiều niềm vui về tài chính sẽ đến với con giáp này. Vận khí được hanh thông, bạn có được cả nguyệt lệnh trường sinh, và tài tinh chiếu mệnh, giúp cho con đường kiếm tiền của bạn không ngừng khởi sắc, tài lộc dồi dào, không sớm thì muộn, công việc, kế hoạch mà bạn đang theo cũng sẽ gặt hái trái thơm, quả ngọt vậy nên nếu hiện tại bạn đang gặp khó khăn cũng đừng vội nản mọi thứ trước mắt chỉ là tạm thời người kiên trì theo đuổi tới cùng sẽ là người nhận được điều xứng đáng nhờ có thực thần đứng bóng nên bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền bạn cũng cần phải nhanh chóng nắm bắt để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì cả thu nhập chính và thu nhập phụ của người tuổi ất mão trong tháng này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau phát huy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân mà từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo của mình, bạn đang nắm trong tay nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn, tiền hoa hồng được hưởng cũng tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước đây. Khi đã có được tiền bạc dư giả rồi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Bạn hãy chia làm nhiều khoản, ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai thì bạn dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô sản xuất cải tiến kỹ thuật cũng rất tốt trong thời điểm này. Về mặt tình cảm, tháng 2 âm lịch này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng, giúp cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 cảm thấy phấn chấn, nhưng vận tình cảm khiến bạn có đôi chút đăm chiêu. Trong tháng này, các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu sẽ chịu nhiều tác động hơn từ cả đôi bên, nên bạn cần có sự bình tĩnh, rõ ràng khi đối thoại với nhau và lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ gìn được tình cảm các cặp vợ chồng, được Nguyệt Lệnh Lâm hỗ trợ, tần suất mâu thuẫn, cải vã, giảm đi trông thấy, có lẽ cả hai dành thời gian lo, cơm, áo, gạo, tiền, cho nên, đôi khi khiến đôi bên xa cách, lạnh nhạt, nhưng miễn là cả hai luôn hướng về nhau, cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình yêu luôn gắn kết, thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Một số cặp vợ chồng, cũng có thể đón tin vui về con cái như ý nguyện, tin mừng có thể đến từ ngay đầu tháng, bạn cần hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận, vận đào hoa của người độc thân tốt, có cơ hội gặp gỡ, người này, người kia. Tuy nhiên bạn không nên để những lời đường mật làm mờ mắt thái độ dứt khoát tránh những mối quan hệ mập mờ cũng sẽ giúp bạn hạn chế được rắc rối về tình cảm không đáng có. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 trong tháng 2 âm lịch này được bình ổn, không có nhiều biến động nào đáng lo ngại. Tuy nhiên tháng có ngũ hành mộc vượng, nên bạn cũng cần chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình nhiều hơn, đặc biệt là chức năng gan, thận, bản mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học, và giữ tinh thần lạc quan, thì không lo bệnh tật tìm đến, đồng thời làm gì cũng nên cẩn trọng, tránh họa huyết quang là được. Cách giúp những người tuổi ất mão, sinh năm 1975, xua tan căng thẳng trong cuộc sống. Nếu những ngày bận rộn cuối năm đang khiến bạn căng thẳng, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về điều bạn cần làm để thoát khỏi tình trạng này căng thẳng trong những ngày cuối năm bận rộn không chỉ ảnh hưởng đến niềm vui trong kỳ nghỉ của chúng ta mà còn góp phần gây ra các vấn đề về giấc ngủ trầm cảm và các tình trạng sức khỏe khác nó cũng có thể tấn công hệ thống miễn dịch khiến chúng ta dễ bị nhiễm virus cảm lạnh và cúm hơn tìm cách giảm áp lực của những ngày cuối năm bận rộn chúng ta không thể xóa ngày cuối năm khỏi lịch của mình và chắc cũng không ai muốn như vậy vậy thì hãy luôn kiên cường và kiểm soát tốt căng thẳng đầu tiên cần xác định nguyên nhân gây căng thẳng trong những ngày cuối năm bận rộn bạn có quá nhiều việc phải làm bạn có xích mích với các thành viên trong nhóm bạn đang gặp vấn đề với người giám sát hoặc khách hàng hay bạn cảm thấy mình vô dụng sau đó là sử dụng các kỹ năng quản lý của bạn để tạo ra các chiến lược nhằm giải quyết nguyên nhân gây căng thẳng nếu bạn có quá nhiều việc phải làm hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những việc bạn phải làm hoãn các nhiệm vụ có thể đợi cho đến khi bạn bớt bận rộn hơn hoặc nhờ sự hỗ trợ của các thành viên khác để chia sẻ gánh nặng nếu có mâu thuẫn trong nhóm hãy dành thời gian gặp gỡ và giải quyết xung đột nếu bạn đang gặp vấn đề với người giám sát hoặc khách hàng, hãy đánh giá một cách khách quan giải pháp nào sẽ tạo ra tình huống đôi bên cùng có lợi. Nếu căng thẳng là do cảm giác thất bại, hãy nghiêm túc đánh giá lại bản thân và đặt ra các mục tiêu phù hợp hơn. Vấn đề quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe, không có sức khỏe thì mọi chuyện đều vô nghĩa, thế nên dù bận rộn đến đâu cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, dành 10 đến 15 phút giải lao buổi sáng và buổi chiều. Đôi khi, một email hoặc một cuộc gọi có thể khiến mức độ căng thẳng của bạn tăng vọt. Khi điều này xảy ra, bạn cần dành một chút thời gian trước khi phản hồi hoặc hành động, chẳng hạn như đếm đến 10 trước khi nói. Nếu vẫn chưa đủ, hãy trì hoãn phản ứng cho đến khi bạn bình tĩnh hơn. Đừng để những ngày cuối năm bận rộn trở thành điều khiến bạn khiếp sợ. Thay vào đó, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và lo lắng có thể xuất hiện trong khoảng thời gian này. Bằng cách chủ động quản lý căng thẳng trong công việc, bạn sẽ kết thúc một năm và bắt đầu năm mới với cảm giác vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo